chào mọi người nhá. Hôm nay đội chúng tôi đang đi một lần khai trương cho Tokyo Fall. Cá hồi Na Uy, thịt bò nhập khẩu, thực phẩm của Nhật Bản. Là đôi của bạn là Lê Anh Tuấn và bạn Phan Vinh Tường. Chúng ta đang rất có hồn. Của chúng tôi có rất nhiều các bạn tham gia từ lúc học lớp 6.
bé tí là thích xem này. Đèn xanh đèn đỏ sư phạm.